Hello mọi người, bây giờ là đã 12 giờ trưa rồi mà mình mới ngủ dậy và ra khỏi nhà. Tại vì hôm qua thì không có ngủ được và thao thức cả đêm rồi bắt đầu sáng nay ngủ nướng. Cho nên là không phải ngày nào mình cũng hoạt động rất là khoa học. Bây giờ thì mình lên trung tâm thành phố và ăn sáng cùng với bạn. Đúng hơn là ăn trưa. Hôm nay thì các bạn sẽ cùng mẹ bánh mì và bánh mì nói về những điều mà mẹ bánh mì thích trong khi mang bầu và thích ăn những gì trong khi mà mang thai bánh mì. Thì điều đầu tiên mà mình thích là mình rất thích đi dạo phố vào những ngày nắng đẹp. Thì mình thường dành thời gian khoảng một ngày trong tuần, và nếu mà ngày đó nắng đẹp thì mình sẽ lên phố và dạo phố, thì sẽ khiến cho tâm trạng mình rất là thoải mái. Bây giờ thì mình tới cái trung tâm này gặp bạn và ăn udon. Thì món này ở đây nó rất là đông như các bạn thấy trên màn hình, và giá cũng khá là vừa phải, một tô thì khoảng tầm 10 đô. Cái món ăn này thì thật sự thì mình không phải là món mà mình thích bình thường đâu, nhưng mà khi mà mình mang bầu bánh mì thì mình rất thích ăn udon. Món thứ hai là món kem. Mình thích ăn món ngọt trong khi mà mang thai bánh mì nữa. Hồi mang thai chị Bông thì cũng vậy. Và đa số thì mình rất thích ăn ngọt. Do quán này thì đang sale 40% qua app nên mình tới mình thử xem sao. Cũng vị này là vị muối biển với sô cô la rất là ngon. Những điều khác mà mình thích là mình thích dưỡng da trong quá trình mang bầu. Thì 3 tháng đầu á, mình thấy da mình rất là xấu, nhưng mà những tháng về sau thì da dạ cải thiện hơn một tí. Mình toàn bộ dùng những sản phẩm từ Hàn Quốc. Innisfree không phải là cái hãng mà mình dùng, nhưng mà hôm nay mình thấy cái shop này đẹp quá nên vào quay cho các bạn coi thôi. Mình dùng toàn bộ cái sản phẩm từ hãng Claire. Đến tầm chiều chiều thì mình đi ăn phở với cô em rất là thân thiết với mình. Phở là một trong những món ăn mà mình thích từ kể từ khi là mình chưa bầu cho tới khi mình mang bầu, thì mình vẫn rất thích ăn phở. Đây là phở Thìn của rất là nổi tiếng ở Hà Nội, và nó có chi nhánh ở Melbourne, cho nên là mình đi ăn và mình thấy cũng khá là ngon. Do mình vẫn thích ăn phở miền Nam hơn. Cái món đồ uống mình thích uống trong quá trình bầu bí là một matcha latte. Cái món này thì mình cũng thích uống đâu mà mình không có mang bầu luôn, mà vì mình bầu thì mình thèm hơn, tại vì nó có cà phê cho mình phải uống vận động viên chừng thời vừa phải thôi. Sau đó thì mình dạo dạo lượn lượn với mấy cô em. Đây là cái hoạt động mình cũng rất là thích, tại vì đi shopping thì nhìn ngắm các đồ vật thì mình thấy thích, đặc biệt là mình nhìn ngắm những cái đồ mà thể thao mà bây giờ thì không mặc được nữa rồi. Nếu mà các mẹ có con nhỏ rồi thì các mẹ sẽ biết là mang bầu khỏe hơn là lúc mà sinh con ra rất là nhiều, tại vì cần rất là nhiều thứ phải lo. Cho nên là mình tranh thủ là đi ngắm cảnh, thăm thú một số nơi ở Melbourne mà mình thích. Thì khi mà gần gũi với thiên nhiên thì rất là thích các bạn, cảm giác là rất là bình yên, thanh thản vậy đó. Cho nên là nếu mà các bạn đang trong quá trình bầu bí thì đi chơi nhiều hơn một tí nha. Thêm một cái nữa là mình cũng lên cái danh sách nhà hàng mình sẽ ăn, mình phải ăn trong khi mà mình mang bầu. Tại vì mình không biết là cảm giác giống như là có con nhỏ xong rồi là sẽ lo rất là nhiều thứ, cho nên là mình cố gắng và tranh thủ mà được chừng này hay chừng đó, tại vì thời gian rất là cũng không có nhiều. Thì hôm nay mình sẽ ăn ở một cái nhà hàng của Trung Quốc và ăn những cái món mà giống như là mì á. Tóm lại là toàn ăn mì và ăn những cái gì nước nước không ạ. Và cái nhà hàng này thì rất là đẹp. Mình sẽ quay xung quanh cho bạn coi. Và đây là tô mì của mình, là nước base tom yum và bánh bao. Bên kia là cô em mình đang ăn, và một ly trà sữa nữa. Nói chung là quá no, bánh bao phải take away về. Khi mà mình đi với chồng thì mình cảm thấy vui và hạnh phúc nhất.
hôm nay thì hai vợ chồng mình đi ăn sáng ở cái quán hủ tiếu mà hai tụi mình rất là thích, nhưng mà chồng mình lại ăn món mì bò kho trông rất là cay đúng không, còn mình thì ăn bánh canh. Bánh canh là cái món mà mình yêu thích từ hồi nhỏ tới bây giờ rồi. Và cái sợi bánh canh với sợi udon ở đây thì nó hơi giống nhau các bạn. Cho nên là có thể là do mình thích bánh canh cho nên mình cũng thích udon. Và nói tóm lại là trong quá trình bầu bí thì mình rất thích ăn các món mà nước hoặc là món ngọt, cho nên nó rất là dễ tăng cân. Ngoài đi mua sắm, đi ăn, đi dạo phố ra thì mình nghĩ là mình không biết là mình thích gì nữa. Nhưng mà trong quá trình bầu bí thì mình rất thích những hoạt động mua sắm, dạo phố, ngắm cảnh, thưởng trà, ngắm hoa, thì khiến cho tâm trí mình nó thoải mái hơn. Hay là cái shop đồ baby rất là dễ thương, mình vào coi thôi chứ không mua được tại vì đắt quá. Và sau đó thì mình uống trà sữa. Mọi người thì thường cứ nghĩ là mình chắc là ăn uống khoa học lành mạnh lắm, nhưng mà mình chỉ ăn uống khoa học và lành mạnh thật sự trong khoảng dao động từ 60-70% thôi, và trong bầu bí cũng vậy. Và đa số là mình cũng tự thưởng cho mình những cái hạnh phúc riêng. Và đặc biệt là mình không thể bỏ qua cái món mà pizza hay là mì Ý trong khi mình đang bầu được. Như bạn đã thấy, bụng mình rất là to rồi. Và khi này là cái mà mình quay quảng cáo cho Domino, phải là mình quay mà là mình hợp tác, mình chụp ảnh thì mình set cái máy quay để cho mình về mình chọn những cái ảnh mà nó đẹp á. Thì ở đây là cái công viên và trời thì cũng rất là đẹp, cho nên là vào video thì nhìn khá là tươi bắt mắt đúng không. Nhưng mà hôm đó gió cực kỳ to luôn, và thật ra thì video này đã bị fail tại vì hãng thấy gió quá cho nên là không chấp nhận cái video này. Vậy đó, đây là cái video mà tổng hợp những cái hình ảnh, hoạt động và những món ăn mà mình rất thích trong quá trình bầu bí. Và bây giờ thì còn 7-8 tuần nữa là em Mì ra đời rồi, cho nên là cũng rất là hồi hộp. Bye bye các bạn nha. Bây giờ mẹ bầu đi về đây.